làm con với Đức Phật, được sự chấp thuận của gia đình và sự điều động của cơ sở mai táng cho hoàn đủ, điều động anh em chúng cháu về đây trước nhất để thành tâm thành ý chia buồn cùng gia đình tang nguyện, và sau đó anh em chúng cháu mới dựng lên một lớp phả hoàng võ thực để tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy trong lúc anh em chúng cháu chia buồn linh cữu mới làm việc sơ sót, kính mong quý vị đồng hành những quan khách thiện tình tha thứ bỏ qua cho, và sau đây đội anh em chúng cháu xin mạng phép được bắt đầu. Đã đến giờ kích nhật quân thời, hôm thỉnh thổ địa nhập và bay qua.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Di Giáo Pháp Phụng Hành, Thứ Địa Âm Dương Nhị Kiên Thành, sanh tử tử sanh đồng nhất ly. Bởi này võ tướng Đồng Hoàng, hãy kim tướng Phó Hoàng, hãy mau mau lầy đảo quán tiền cho tôn sư dạy về đó nha. What?